Hương, đứng lại chị hỏi tí. Chị Tuyết ạ, à? Có chuyện gì vậy chị? Chị nghe bảo thằng Dương nhà mày sắp lấy vợ à? Vâng, nó mới báo cho em cách đây mấy hôm chị ạ. Chúc mừng mày nhá, từ nay có em dâu rồi là khỏi phải kêu ca. Mà này, con bé đấy là người thành phố à? Em cũng chưa biết nữa, em đang định vài hôm nữa lên đấy xem cụ thể như thế nào chị ạ. Ừ, mày phải lên trên đấy xem tình hình thế nào, rồi bảo chúng nó về quê tổ chức đám cưới cho nó đàng hoàng. Bây giờ á, chúng nó cứ làm được ông nọ bà kia rồi, toàn tổ chức đám cưới ở nhà hàng khách sạn gì gì đấy thôi, mất hết cả truyền thống dân làng. Xã hội mỗi ngày mỗi khác mà chị. Biết là thế, nhưng mày cũng thấy đấy, ở cái làng này vui nhất chỉ có hội làng với đám cưới thôi. Thằng Dương nhà mày cũng thành đạt, nó cũng giúp đỡ cho cái làng này không ít, phải tổ chức đám cưới ở quê để bà con có đến chúc mừng chứ. Vâng, để em trao đổi lại với nó đó chị ạ. Mà chị bảo, cái bọn con gái thành phố bây giờ ạ, nổi tiếng là đào mỏ, mày phải xem xét cho nó cẩn thận vào. Thằng Dương nhà mày dù gì cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn chứ đùa đâu. À, chắc không có đâu chị ạ. Em nghĩ thằng Dương nó cũng có mắt nhìn người thôi. Mày nói cũng đúng. Thằng Dương nhà mày dù gì cũng là người tài giỏi. Thế nhưng mà cổ nhân đã có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mày vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị ạ. Mà thôi, chị đi ra đồng làm nốt đám cỏ đây, cỏ tốt hơn cả rau rồi. Vâng, chị đi đi ạ. Dạ, anh vừa nói gì không? Ngày mai chị gái anh lên đây để gặp mặt em á. Có gì không được à em? Không, chẳng qua là em ngạc nhiên một chút thôi. Em không cần căng thẳng đâu, chị Hương là người hiền lành, hiểu chuyện. Chị ấy rất thương anh. Anh nghĩ chị ấy cũng sẽ thương em thôi. Em nghe nói mấy bà gái quá, nhất là ở quê thì lại càng khó tính. Em là người được ăn học đàng hoàng, tử tế, tại sao lại đi nghe rồi tin mấy cái lời vớ vẩn như thế? Em xin lỗi, em chỉ buột miệng thôi, chứ em không có ý gì đâu. Thôi được rồi, em đi về đi, anh làm việc đã. Còn chuyện gì nữa à? Anh này, chị Hương là người như thế nào vậy? Em không có ý gì đâu, em chỉ hỏi anh như thế để em biết đường lấy lòng chị mà. Chị ấy rất giản dị, hiền lành, em cứ xử bình thường là được, không có gì phải căng thẳng cả. Rồi, em sẽ cố ạ. Thôi anh làm việc đi, em về đây. Em phải cẩn thận nhé. Ôi giời ơi, cái bà này đi đứng kiểu gì ấy? Cậu mới là người đi sai đấy, tự nhiên va vào tôi rồi lại hung hăng với tôi à? Bà ghê quá nhở. May cho bà tôi đang vội đấy, chứ để hôm khác thì bà chết với tôi. Người gì đâu mà bất lịch sự. À đây rồi. Anh làm cái gì mà bây giờ mới tối thế? Anh xin lỗi, anh đang chạy đến đây thì gặp cái ngay cái con mụ ở quê mùa à. Nó giả hơi, ức chế thật đấy. Em sao đây? Thì nói đến em mới nhớ, bà chị của ông Dương cũng đang chuẩn bị từ quê lên đấy. Không lẽ em gọi anh ra đây là vì chuyện này à? Thế anh nghĩ là còn vì chuyện gì nữa? Chuyện này gọi anh ra chả giải quyết được gì đâu. Anh là anh chúa dị ứng với mấy cái đứa nhà quê đấy. Xe anh đâu? Xe anh đi bộ lên đây. Hả? Xe á? Xe anh cho bạn đã mượn rồi, tuần sau nó trả. À không, tháng sau nó mới trả. Anh nói điều đúng không? Anh nói thật đi, anh cắm xe rồi đúng không? Cắm cái gì mà cắm? Ôi giời ơi, anh còn định làm khổ tôi bao giờ nữa? Ai em gái mình bình tĩnh đã xem nào. Anh đây là đen đuổi mới thua bạc chứ anh có muốn thế đâu. Bình tĩnh cái đầu anh ấy. À đây rồi,
chính con mụ nhà quê đây rồi. Vì con mụ này mà anh đến trễ, anh phải ra xử lý con mụ này mới được. Này, con mụ nhà quê, tính món cái gì ở đây hả? Cậu nói gì tôi không hiểu. Tôi mới không hiểu bà ấy. Vừa nãy thì bà cản trở tôi làm tôi lệ, bây giờ đến đây để rình mò. Bà có ý đồ xấu gì hả? Cậu ăn nói cho cẩn thận nhá. Rõ ràng là cậu va vào tôi cơ mà. Anh Long, anh hết việc à hả? Tự nhiên đứng đây đôi co mụ quê mùa này làm cái gì? Nhưng mà mụ ta gây chuyện với anh. Cậu là đàn ông ấy kiểu gì mà ăn không nói có như vậy? Im mồm đi. Chỉ là cái đứa nhà quê thôi. Không ăn cái gì. Đúng, em gái anh đúng là số 1. Thì ra hai người là anh em à? Thẳng nào. Bà kia, ý bà là gì đấy? Cô có biết lý lẽ không vậy? Rõ ràng là anh trai cô cố tình gây chuyện với tôi đấy. Anh trai tôi có thế nào ạ? Thì đây cũng là máu mủ ruột thịt của tôi. Chẳng nhẽ tôi định đi bênh bà. Này, bà thái độ như thế là thế nào? Hai người vừa phải thôi nhá. Nếu mà còn quá đáng á, tôi không nhịn nữa đâu. À, mẹ, lại còn hăm dọa tôi à? Bà chán sống rồi hả? Thôi đi em gái. Cái vấn đề cần giải quyết bây giờ á là chị gái của thằng yêu em và cái khoản nợ của anh ấy kìa. Rồi ạ, sao tôi lại có thằng anh trai như anh chứ? Ai xì, đợi anh với. Cái con bé này. Em rể à, cũng chỉ vì tin nhầm bạn mà anh bị lừa sạch hết tiền. Không những thế, lại còn nợ cả dân xã hội nữa. Chú xem nào chú giúp anh. Chứ chú mà không giúp anh lần này á là anh chết đấy. Anh cứ mặc kệ anh ấy đi. Cho đi ăn mày luôn. Giúp bao nhiêu lần rồi. Ok em gái, bố mẹ thì mất sớm, anh đã vất vả nuôi em ăn học như thế nào thì em mới lớn được từng này chứ. Em là người hiểu rõ nhất mà. Nhưng mà em cũng cần phải có cuộc sống riêng của em chứ. Với lại em với anh Dương cũng đã kết hôn với nhau đâu. Anh làm như vậy không thấy ngại thay cho em à? Ơi, con bé này. Cưới nhau rồi nó cũng chỉ là cái thủ tục thôi. Phải không em rể? Chuyện cưới xin gì đó để sau mới nói anh ạ. Còn về chuyện khoản nợ của anh ấy, để em bảo thư ký qua xem thế nào, rồi giúp anh giải quyết nhé. Thế nhất định phải gọi thư ký qua em. Thì em cũng phải biết rõ tình hình cụ thể ra sao chứ anh. Mà anh biết đấy, đây không phải lần một lần hai, cũng không phải là số tiền nhỏ. Đúng vậy. Cảm ơn em rẻ nhá. Anh làm như thế em khó xử quá. Thôi, quyết định vậy đi. Em anh Long ngồi lại nhá. Anh đã có việc bận, anh đi trước. Em xin phép ạ. Thằng em rẻ đi cẩn thận nhá. Dạ vâng. Này, tao cảm thấy hình như nó nghi ngờ tao rồi hay sao ấy. Chẳng thế thì không à? Nếu mà để anh Dương phát hiện ra rồi chia tay em thì anh liệu hồn đấy. Anh mày có muốn thế đâu. Chả qua hoàn cảnh ép buộc ấy chứ. Hoàn cảnh, suốt ngày hoàn cảnh. Lần này mà xảy ra chuyện gì nhá thì em cạch mặt anh luôn, không có anh em gì hết. Xảy ra chuyện gì được, cứ bình tĩnh em nào. Khác có cách giải quyết. Anh có cách gì? Chẳng phải nó chả bảo con chị gái nó ấy ở quê lên hay sao? Nhìn thằng này á thì có vẻ như là rất nghe lời chị. Thay vì em ngồi đây em lo lắng, sao không chạy đến mà lấy lòng bà ta đi? Ừ nhở. Thế mà em không nghĩ ra. Đấy. Mà thì anh mày thế nào? Không có vô dụng như mày nghĩ đúng không? Chứ không phải tất cả là do anh à? Tự hào cái gì? Chị làm gì đấy ạ? Chị đang dọn dẹp đây, mày không thấy sao còn hỏi. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Em thuê giúp việc theo giờ. Lát người ta đến người ta dọn bây giờ ấy mà. Bảo họ không cần đến nữa đâu. Mấy việc nhẹ nhàng thế này, thuê làm gì cho nó tốn tiền ra. Dạ vâng, thế tùy chị ạ. Mai nay chủ nhật, mày không được nghỉ à? Dạ có ạ. Em định ra công viên, đi bộ một lát cho thoải mái chị ạ. Vậy thì đi đi, nhớ về ăn cơm ấy nhá. Dạ vâng.
sao cô vào được trong này? Hóa ra là bà. Tôi phải hỏi bà mới đúng đấy. Sao bà lại ở đây? Cô ra ngoài đi, không tôi gọi công an đấy. Gọi công an á? Đây là nhà người yêu tôi, lẽ nào tôi không được vào à? Cô vừa nói cái gì cơ? Bà bị điếc à? Đây là nhà người yêu tôi, tôi có chìa khóa ra vào. Làm sao? Thì ra là vậy à? Hiểu rồi thì làm việc đi, đứng trơ mắt nhìn cái gì? Bà này, bà đến đây lâu chưa? Cô hỏi làm cái gì? Bà thái độ kiểu gì đấy? Đây là nhà người yêu tôi, đồng nghĩa với việc ạ, tôi sắp làm chủ nhân của ngôi nhà này rồi, đủ tư cách để hỏi chưa? Tôi phải biết là cô muốn hỏi gì đấy chứ. Rồi, trong nhà này ngoài bà ra thì còn có ai khác không? Cô muốn tìm ai? Bà cứ trả lời đi, hỏi nhiều thế nhở? Bà thái độ cái gì đấy? Bà có tin tôi tống cổ bà ra khỏi nhà không? Tôi nghĩ là cô không đủ khả năng làm điều đó đâu. Bà, lúc mà không nhịn được bà mà. Cô định làm gì? Tống cổ bà ra chứ sao nữa? Cô đừng có mà quá đáng. Đây là nhà em trai tôi đấy. Cái gì? Bà vừa nói cái gì cô? Ơ Nhiên, em đến đây hồi nào đấy? Em cũng mới tới thôi. Chị ạ, giới thiệu với chị, đây là Nhiên, người yêu của em đấy ạ. Vừa nãy cô ấy có gọi điện cho em, bảo là lát qua chơi. Em lại vừa đi tập thể dục nên là chưa báo với chị ạ. Không cần giới thiệu đâu, bọn chị đã quá hiểu nhau rồi. Dạ? Ý chị là gì ạ? Em với chị anh thì gặp nhau từ hôm trước rồi ạ. Chị ơi, hôm trước thật ra cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Em lúc đấy em không biết chị là chị gái của anh Dương. Em xin chị đừng chấp nhận em ạ. Cô tránh xa tôi ra. Chị, hai người đã xảy ra hiểu nhầm gì vậy ạ? Hiểu nhầm cái gì? Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, để đến bây giờ mày cũng làm cái chức ông nọ bà kia rồi. Vậy mà con mắt nhìn người của mày tệ thế cơ à? Chị, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Chị, anh Dương, thật sự cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh biết em không phải là con người như vậy mà. Cô không cần phải nói nữa đâu. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không chấp nhận cô làm em dâu của tôi đâu. Cả mày nữa, mày mà lấy nó, đừng hòng nhận chị gái này. Em thực sự biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em nhá. Cô có biết không? Thật ra chuyện anh trai cô chơi bời, nợ nần, tôi biết rất rõ. Nhưng chẳng qua tôi nghĩ đến cô nên nhiều lần nhắm mắt bỏ qua. Nhưng cho đến bây giờ, cô làm tôi thật sự thất vọng. Anh Dương, anh nghe em nói đã. Cô đi về đi, và từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Chỉ vì chị gái của anh thôi mà anh tuyệt tình với em như vậy à? Cô nói như vậy chứng tỏ là cô chưa hề biết hối cải. Muộn rồi, mình dừng lại đi. Anh Dương, đi về đi.